À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Hung Nô, tiếp tục đi công cuộc đi tàn phá thế giới được. Cái quân đoàn phương Bắc này của mình thì mình đã phát triển được lên đến quân đoàn thứ ba rồi, mình đã mở thêm một quân đoàn nữa rồi. Và bây giờ thì có lẽ mình sẽ tiếp tục tiến lên rồi tàn phá hết cái khu vực đất đai của thằng Phanh này. Nhiệm vụ của mình là phải đốt hết, không để lại một tí nào luôn. Ở phía miền Nam nước Ý thì mình đã đốt hoàn toàn rồi và tiến quân đến đây rồi. Mình đang bắt đầu thay máu quân đội bằng các đơn vị quân mạnh hơn. Để lượt này chắc không có việc gì làm nên mình sẽ qua lượt đã. Mình sẽ thay máu quân đội bằng những đơn vị. Bánh chạy. Nó dồn vào bánh thanh niên này của mình. À, rồi ăn tiếp đi. Ê mày ỉ, thằng này chạy thông minh phết, chạy đúng ở trong này. Tưởng ăn được thằng đấy quanh à? À chạy thông minh thật, chạy đúng ở trong này thì làm sao mà nó thịt được. Ascum vẫn còn, Ganamatia vẫn còn, Hình Nha, một loạt các quốc gia vẫn còn. Hung Nô này nó có một cái khổ cái là nó không có hải quân. Thực ra cái gọi là hải quân của Hung Nô là bạn cho quân đoàn của bạn đi xuống biển, mà quân đoàn của Hung Nô đi xuống biển thì hỏng. Mấy thằng này trèo lên đây thì chúng mày chết hết rồi. À, gây dựng lại nhà cửa. Tính tộc tính con. Nó khôi phục lại cái thành này. Quân nó chết hết rồi mà nó dám khôi phục lại thành này. Thế thì nó ngu học vào. We take this settlement for the tribe. Ready for action. Ôi mình không mua được. Thôi được. Đứng lên đã. Đốt thành này á. Cứ để cho nó để còn cái thành nào cả. Cho chết luôn. Khôi phục thành lũy này. Chết luôn hạm đội đó. Đứng lên cấp à. Cái này phải 1, 2, 3, 4. Ai chà. Để lên được đến skin cuối này là cả một vấn đề đấy nhỉ. What do you want? Yes, what? For the tribe! The way is clear. Come, sit, share my fire. Thirsty for battle. Đâu rồi, bị cung ác quỷ rồi. Hai loại cung vàng. Cung này sát thương kém hơn, tốc độ nhanh hơn. Chơi hẳn cung này cho nó rực rỡ luôn, sợ gì. For the gods. Quar be praised. How can I help? I am the knife in the. Chúng nó cắm trại đây hết à? Dám cho quân sang bờ biển định kiếm chắc. Mình không dám cho quân ra đường biển, đi đường biển chết. Nhưng mà phương Bắc này thì có tin vui rồi.
mấy thằng ngu học đấy, thích chết này. Thirsty for battle. Nó có độ sốc kỹ. For the gods. Yes. Cản trở quân đoàn phát kìa. Đánh trời tuyết này mình lại mất quân. Do khi di chuyển mất quân à? Đây là quân đoàn mạnh nhất này. How can I help? Dark shadows loom. Was there ever dark? Moving unseen. Đang cứu nó nên đánh không? Di chuyển phát thì mình mất quân ngay. For the gods. For the tribe. Fight with us. Nó có mấy con ngựa nữa. Ready for action. Dạ. Đứng dậy và tấn công. Không cần thiết. Tấn công nó lúc này là mình sẽ bị thiệt hại do mình di chuyển dưới trời băng tuyết rồi nó bỏ chạy rồi. Quả vừa rồi mà không phải có thời tiết xấu thì nó chết luôn cả bốn quân đoàn ấy rồi. Lên đến kỹ cung ác quỷ này mà vẫn chưa thua à? Cái này mà mỗi lượt mình cướp bóc cũng được khá tiền nên là mình đủ tiền để chơi các đội quân mạnh. Mà thêm một quân đoàn phát kinh tế của mình sụp ác quá nhỉ. Thất bại thỏa đáng. Âm kinh tế được à? Thirsty for battle. Sword of my people. Di chuyển có vẻ hơi xa. Thì chúng nó cũng chưa dám đánh. Nếu mà mình để các quân đoàn đứng cạnh nhau. Get moving. Is that so? How can I help? Get moving. Thiếu lương thực nghiêm trọng. You have more orders. Thiếu tiền quá nhỉ. For the tribe. Quân đoàn này mua được thằng quán quân. Ready for battle. Đây chứ nhỉ. Ready for action. Tỷ lệ mệt mỏi quân đoàn xảo quyệt tăng xảo quyệt à. Choir be praised. How can I help? Come, come, let me hear. I am sure you have many pleasant
Tất cả chúng nó đứng ở đây hết cả rồi. Ready for action. Mà mình thiếu lương thực quá, thiếu tiền nữa. God be praised. How can I help? Một lượt nữa. For the tribe. Tengri guides my steps. Sword of my people. Đoàn này vũ khí cung này mạnh mà nhỉ? Thay bây giờ mình không đủ tiền nuôi chứ. Ready for battle. Come, sit, share my fire. Đủ tiền để nuôi mới chứ, không phải đơn giản đâu. Chạy lên phương Bắc à? Mình chả kệ sờ quân nó đi, đốt hết nhà nó được. Quân nó chạy đâu chạy. Đốt gần hết châu rồi mà vẫn chưa thu gì. Rút à, mày rút à. Rút này. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Move out! Sao chúng ta sẽ kiếm sống bằng nghề ăn cướp mà? Is there nothing else? Có đội kỵ cung ác quỷ rồi đúng không? Share my fire. Ủa, nhìn trông chất thế. Nó cũng hơn được gì mà lắm mấy đâu nhỉ, nhưng mà căn bản nhìn nó chất thôi. Tengri guides my steps. Is that so? Chỉ là nhìn nó chất thôi. For the tribe. Starting out. Is there nothing else? Warriors all. Blood and glory. Pay attention. For the tribe. Ready for action. Sao thằng kia nó chạy xa thế nhỉ? Bỏ mẹ nó đi. Is there nothing else? Warrior be praised. Ôi, chạy được có đến đây mà thằng này chạy xa thế. You have more orders for the tribe. Get moving, you wretches. Chết rồi, căng nhỉ, thế nào cũng bị nó đuổi. Quân nó ở phía trên này mà, không đuổi được. Ready for action. Đôi khi phải dụ nó xuống chứ nhỉ? Xem nó làm trò gì chứ. Ôi, chỗ này mà đánh thì hơi lâu ấy nhá. Gần này quân đoàn của chúng nó.
Biết ngay. Nó đánh chứ, đuổi đánh. Được cái nó không dám đuổi lên nữa. Xuống đến đấy xong thì đứng im à. Mày đứng đấy xong thì đứng im à. Úi xời, thanh niên thích sống ảo. Mình đốt hết được phương Bắc này không biết đến bao lâu nhỉ. Xem chừng lâu đấy. Chết thật. Thêm một quân đoàn nữa mà tốn kém quá nhỉ. Nhưng không thêm quân đoàn thì đánh đến bao giờ mới xong. Bọn này nó rút lui chiến thuật hết à? Macedonia bị hủy diệt. À, thanh niên này chiếm lại được à? Macedonia bị hủy diệt. Cái đất này bây giờ là đất của thằng nào? Quân ly khai Alamic. What do you want? Cản trở quân đoàn này. If I put this here. Thắng lợi quan trọng rồi, hết cả chạy luôn à. God be praised. How can I help? Ready for action. Nó làm mình không di chuyển được này. Thirsty for battle. Thế mới đau chứ nhỉ. Ready for battle. Thế đã. A soul will fly. The gods forsake me. Làm gì có chuyện quân đoàn của mình không di chuyển được nhỉ? Yes. Cho thằng spy ra phát di chuyển được thế không gì đâu. Cho lão thầy tôi ra phát di chuyển được ngay. Sao tỷ lệ thắng của mình lại thấp hơn nó? Có mấy thằng bắn nỏ mà mình dọa ra nhá. Mấy cái thằng bắn nỏ à, dọa được anh nhá. Kỵ cung ác quỷ. Nó hầu như không có kỵ binh. So với 9 đội xạ kỵ này. Đông vãi lúa. Mình xem nào. Đội cung ác, kỵ cung ác quỷ như nào. Ai chả. Quả là có chi khí chất hơn đấy. Hơn mấy thằng kỵ cung thường nhiều. Đây kỵ cung thường đây. Kỵ cung ác quỷ đây rồi. Mình có pháo nó phải ra mà.
Long giả. Nói mà không ra trận này thiệt hại nặng đấy. Rồi. Bắn. Nó có mỗi mấy cái thằng nhỏ thôi mà. Trận này mà có thêm mấy cái xe bắn đá nữa thì tuyệt nhỉ. Bắn cháy tháp canh của nó thì hơi tốn quân đấy. Dùng xạ kỵ để bắn tháp canh thì tốn quân đấy. Thử xem sao. Chín mươi tám mới đầu chứ. Còn 98% nhỏ vãi. Bắn bên này đi. 98% để cho. Ôi giời. Một trăm phần trăm rồi. Ok. Sập. Ok. Chú mày sẽ đứng ở đấy mà gác nhá. Một tháp canh của nó đã sập rồi. Bắn được cái sáp canh này nữa thì đẹp. The enemy's tower has been destroyed. Elite lancers. Thế mà tại sao mình không dùng nhỉ? Bắt đầu mình dùng thế để ngọt phải không? Và tan tường thành nó ra luôn. Đây, chỉ cần phá được cái tháp canh này nữa là đẹp. Không đúng cái tháp canh tất cả. Pháo mình bắn cái nét của nó ấy chứ. Bắn đi, bắn đi. Chưa thấy bắn nhỉ? Đâu à? Bắn đi. Nạp đạn lâu thế. Úi dồi ôi, giờ nó mới kéo được xuống này thì. Úi dồi ôi. À. Rồi 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 rồi, đã hiểu. Cháy 100%. Ô. Nước của pháo mình bắn tốt thế. Bên này nữa. Xong rồi, chúng mày xong rồi. Mày
mày anh cũng lúc ở trong tháp cảnh. Mày chết. Cá rô rỉa cho bằng chết luôn. Nó chỉ cần một viên đạn và nó lan lửa ra là nó cháy chết hết cả đám. Chỉ cần một viên đạn trúng thôi. Bắn tầm xa quá nó hơi khó trúng. Rồi bắt đầu đấy. Nó tầm bắn ngắn hơn cung tên. Mày cứ đứng ở đấy mà thủ. Hai mốt phần trăm rồi, cố lên. One of our units has used all its ammunition. Hết viên đạn rồi. Không sao. Cá rô rỉa của này chết hết luôn. Không dám xông ra, cá rô rỉa chết hết luôn. Úi trời ơi. Làm sao được. Tiếp thật không cháy được tháp canh này. Nhưng mà nó cháy mất khá nhiều tháp rồi. Câu cánh này 2 trong số 4 tháp canh của nó bị sập rồi. Úi dồi ôi. Vì thế mình bắn mấy cái tháp canh ngay từ đầu. Còn đứng ở đấy nữa không? Đứng đi. Trời ơi. Chạy ra rồi, chạy ra rồi. Bọn bắn nỏ này tầm bắn ngắn hơn cung tên của mình. Nó phải chạy ra nữa mới bắn được. Đúng rồi. Nỏ tầm bắn ngắn hơn cung tên. Trang bị cung tên là một cái rất tuyệt vời luôn. Úi dồi, mấy thằng cầm nỏ. Có vài đội cung không chưa bắn được à? Cái rỉa chết hết cho nó đi cho anh. Mấy thằng nỏ để chạy ra đây khơ anh ấy. Rồi. Bắn mẳng hết cho nó luôn. Không chịu ra thì mình cá rô rỉa cho chết hết sạch luôn. Úi dồi, chỗ này xác chết nhiều thế.
sườn. Cái bọn nỏ này nó không có áo giáp nên là bị bắn đạn này chết nhanh cực kỳ luôn. Sống làm sao được. Ok, chạy ra đây để lạp mạng này. Lạp mạng này. Mày lấp ở trong doanh trại à? Dồn vào góc. Bọn này nó cũng bắn được tên mà. Nát gần hết được rồi, hết đạn được rồi. Sao bọn này lên? Ai xả, cần hết đạn rồi. Kỵ cung ác quỷ vẫn còn nhiều đạn chứ nhỉ? Enemy units have returned to the battle. Our general is under attack. So vào. Tôi tưởng thuốc ra đi. Để đánh trận. Và đây là tháp canh nó lùa rồi đấy. Giờ này thì phải vào thôi. Xong. Tan nát chưa? Xong rồi, tan nát luôn. The general has been killed. Excellent. Rồi, excellent. Chưa xong à? Tower has been destroyed. Rồi. Ai da. Tưởng chừng là khó, cuối cùng lại không khó. Mình cứ tưởng trận này khó, nhưng mà pháo của mình trận này bắn được ấy. Có một khẩu mà bắn sập được cả hai cái, hơn hai cái tháp canh của nó. 400 quân, gần như đầy quân. Guards be placed. Excitement. Ready for battle. Warriors all. On the move, lads. Thanh niên nghiêm túc cắm trại đây cho anh. Thanh niên này cắm ở đây. Hai vùng đất giáp nhau. Quá tuyệt vời. Warriors all. Úi giời.
Thằng nào dám đánh nhau chúng mày? How can I help? Thằng nào dám đánh nhau nữa? Ổn đấy. Úi dồi ôi. Thằng này vào xe bắn đá à? Đu đốc à? Giờ tiến lên. Ngon thì ngon, ngon thì ăn đi. Còn trên này nữa. Thằng nào? Thằng này à? Ủa mà cái thằng spy của mình trên này đâu rồi? Come, sit, share my fire. For the gods. Warriors all. Yeah! Move out. Cho thanh niên này được tiếp viện tí cho nó tăng thêm kinh nghiệm lên nữa. You have more orders. Thirsty for battle. Đấy, đánh luôn cả quân ở trong đồn trú trong nhà nó thì lượt sau mình công thành rất đơn giản. Có một cái xe bắn tên này. Cho thanh niên này được. Ủa, tướng này bao nhiêu? 6. Tướng này hơi nhiều sao đấy. Đất đai bằng phẳng như này là mình rất thích. Xa. Úi dồi ôi. Đặt đây. Chưa biết cái thằng tiếp viện nó vào hướng nào. À, cái xe bắn tên của nó bắn kia. Thế mình cho quân của mình sang hướng này. Cái đội cận chiến này mạnh lắm này. Đây à? Horse archers. Group and ready. The enemy approaches. Angry. Get running. Đúng rồi, lỗ thế là chuẩn. Chết cả ngựa nó luôn. Đang chờ mấy con ngựa nó đến. Đây này. Đưa mấy con ngựa nó cho anh.
dụ cho nó vào sau tí nữa. Cái binh này à? Dẹp được cái binh này cho anh ạ. Rồi. Ok, cẩn thận để bộ binh nó cận chiến, nó áp sát là mình mất nhiều quân đấy. Bị nó ném lao đằng sau lưng nhỉ. Đạn phá giáp cho anh. Mấy con ngựa này của nó chết à? Rồi. Ra đây. Cái đằng sau của nó chơi hết đám cung tên nó cho anh. Rồi, pháo của mình cứ lá ở Mỹ này là được. Rồi, cận kỵ của mình là siêu mạnh luôn. Cẩn thận chỗ này góc hẹp rồi. Enemy units have returned to the battle. Và đội chuyện cận kỵ của mình sâu lắm, không sợ. Ai chưa? Không chạy được à? Đừng cụt à? Đây ra đây. Chết rồi. Nhanh. Quên không điều khiển cái này. Trò hit and run này nó lúc mệt hết đấy. Lúc lại không hit được. Nào không hit nữa. Ra đây. Ủa? Nó lém lao à? Thay dần cái đội xạ kỵ bằng kỵ cung ác quỷ là chắc là ngon đấy. Hát luôn.
Rồi rút ra hiệu cận kỵ đến châu. Châu kỵ nhớ chịu đòn kém hơn. Rồi, vòng vào đây. Tên giết hết. Chà, chẳng có lẽ mình thay hết đội xúc tích bằng cận kỵ à? Chẳng qua là đội xúc tích này nó không phải là đội xúc tích đời cuối rồi. Nó lên đời cuối xem bọn này ăn làm sao được. Đấy, với độ cất kỳ này mạnh, phái trưởng. Giết tướng nó chạy. Ua. Rồi, ra đây phát đi. Rồi, đạp tiếp. Đạp thằng tướng nó phát này. Đội cận kỵ để trâu thế. The general has been killed. Excellent. One of our units can no longer fire. Đội à gì đây, tên là gì, no kho cái gì đây à? Châu thật là lính đời cuối không khác. Gặp này chắc là đi hết tinh thần chiến sĩ của nó rồi. Chuyển sang đi luôn thằng tướng. The enemy is attacking our general. Xong, không cần. Đội cận kỵ trâu lắm. Ngọn gió đầu. Ngọn gió đầu. Ngọn gió đầu. Rồi bước ra. Một phát đạp từ đằng sau lưng thì làm sao mà sống được. Quân địch sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của chúng ta. Đúng rồi.
Use it. Victory! This is your day! Mày toàn nó toàn giáo binh bậc thầy giáo binh bắt đầu ấy chứ, mình đánh không cẩn thận là mình SML đấy. Được, nhưng mà trận này mình hồi khá nhiều quân, 11% quân lo gì. Get moving. Láo có tổ chức kìa, thích láo. Ready for action. Cắm cái trại xuống đã, cho thanh niên này đốt lốt. Cứ phá được 9.000 kìa. Nó cứ phá 9.000. Sang bằng luôn. Ready for action. Thôi cắm ở đây được rồi. 54 đồng không đáng kể. Xem cái nào nào. À, để xem mấy thằng dợ này làm trò gì. Tăng thêm một quân đoàn nữa mà tốn kém thêm nhiều thứ quá nhỉ. Chạy chạy re kèn nữa khác. Đốt hết Bắc Âu rồi mà chưa thể nào yên được à? Cái vùng này lúc nào thì tuyết nhỉ? Hình như là bốn mùa chỉ có 3 mùa là không có tuyết rơi, à, 3 mùa tuyết rơi còn chỉ có 1 mùa là không. Sợ thật. Đánh nhau trên cái vùng đấy mất bao thời gian của mình. Much blood has been spilt. I suggest that we agree terms to staunch the flow on both sides. Hiệp ước hòa bình. Đòi là tí tiền. 1.000 chắc là được. Dài. Sợi. Nó ở đâu nhỉ? Chỗ này à? Tuyết rơi rồi. For the gods. Tăng xảo quyệt này. Và búp thêm cho thằng này lên xảo quyệt ác thế. Thiếu quyết đoán, nhiệt huyết rồi. Thông minh, tăng một xảo quyệt. Nhiệt huyết đang bị trừ đấy. Nhiệt huyết trừ thì có nghĩa là đam nó sẽ giảm. Úi giời, chỗ này đốt hết rồi đâu. Chỉ còn một ít thành chỗ này thôi. Đánh chiếm vào đây là nhanh. On our way. You have more orders. For the gods. Starting out. Is that all? Quan be praised. How can I help? Gods be praised. Excitement. Ready for more orders. Ngon rồi. Ngon rồi. Tiếp tục có thể thành lập thêm được một quân đoàn nữa. Nhưng mà mình thì tất nhiên mình không thể thành lập được, thành lập mình chết.
Hết quân. Warriors all. Ready for action. Thôi đập. Đây rồi, có kỵ cung Hanik đây rồi. Warriors all. Chưa hết được à? Bọn này nó mạnh hơn nhỉ? Tuy nó sốc kém nhưng mà nó lại đang rất to, nó lại có thể cả cận chiến chống kỵ binh được. Quar be praised. How can I help? Thirsty for battle. Thirsty for battle. God be praised. How can I help? Đằng nào bốn lượt này mình cũng phải mất quân để hồi. Đắt hơn một chút xíu thôi mà, nhưng mà nó mạnh hơn rất nhiều. Hay chơi nguyên cận kỵ nhỉ? Số kỵ đời cuối của nó là cỡ là bọn nào nhỉ? Số kỵ đời cuối của Hung Nô. Kỵ binh thương dài tiên phong thay thế cho kỵ binh thương dài Hanik tinh nhuệ. Đây à? À thế là bọn này nó sẽ nâng cấp được lên. Thôi được rồi. Lăng đời cung thủ luôn. Đây là ai? Kỵ cung Ura. Máu trâu hơn này, giáp trâu hơn này. Fight, make your ancestors proud. Lên cung ác quỷ bắn nó máu cho nó trâu. For the gods. Nào, mất bốn mấy lượt nữa để qua mùa đông. Tranh thủ mùa đông mình lại mua quân. Come, sit, share my fire. Thằng nào chiến tranh à? Bây giờ là yes. Quánh thằng nào rồi nhỉ? What do you want? The shadows take them. Thằng này thiết kỵ thảo nguyên nó làm lấy đâu ra của đội này nhỉ? Thirsty for battle. Không cần biết mày lôi đâu ra nhưng mà attack. Mày chết. Một cái xe bắn đá thôi à? Mình hơi nhiều xạ kỵ. Lại một trận công đánh kiểu này. Mình phải tiến từ góc này vào thôi. Ồ, nhưng mà nó nhiều tháp canh thế. Quả này căng hả? 6 tháp canh nhìn sao mà bắn hết được. Chỗ này là căng hả? Bọn này nó nhiều tháp canh hơn bọn kia. The
Bắn ra cho anh. Đạn nổ mình thấy nó cũng ổn mà. À, chúng nó xông ra kìa. Nó xông ra thì tốt. Chà, chúng thế nào? Bắn xịt ác quá, chứ cho anh chúng phát nào. Thấy xem chừng mày bắn tháp canh trận này kém quá. Khi mình không cần cái bọn sốc kỵ đấy mà nguyên xạ kỵ cũng được. Rồi, chúng nó ra đây rồi thì thôi, không cần. General. Và cái kỹ này chuẩn bị xe bắn đá rồi. Nó khóc rồi. Đây. Mấy thằng sốc kỵ này bắn đạn lửa. Ở đây.
quân này của nó bị xong rồi. Hai đạo quân này của nó xong. Mãi mới dụ ở chỗ này ra. Cứ bình tĩnh. Xạ kỵ vẫn còn chưa làm việc thì đừng vội. Đúng là mình không cần nó có kỵ binh mình chơi viên cận kỵ thì mình bỏ bọn xúc kỵ. Và tới nơi đâu cứ để cho bọn xạ kỵ nó giải quyết đấy. Đội tôn quân enemy units have returned to the battle. Trước chạy tới nơi chết hết. Cho mèo vật chuột này là được. Mấy thằng La Mã này nó không có linh kiếm thì mình cũng sợ lắm. Linh kiếm nó có lén lao ghê thật. Làm chết con mình. Từ ca du rỉa cho anh. Dồi ôi. Ra đây tiếp nào, lại đây nào, nó nát gần hết rồi, cứ để cho xạ kỵ nó bắn tương đối bọn này nát, bắt thành cho sốc kỵ vào là xong. Đã có vài thanh niên bỏ chạy. Cũng gần hết đạn rồi đấy. Cho xạ kỵ để bắn gần hết đạn đấy. Xong. A unit has used all available ammunition. Một, hai thanh niên hết đạn chạy ra ngoài này. Ba thanh niên hết đạn. Run!
cứ cho mấy thằng xạ kỵ bắn hết đạn này, rồi bọn kia nó làm việc nó nhà. Đây rồi. Lốt phát này là hết đạn. Bọn này bắn phát nữa hết đạn. Ít rồi. Đây à? Cú sốc là hai hướng thì không có đội nào sống được. Đúng chủ. Mất tinh thần ngay. Nhấp nháy chưa chạy à? Lì hết nhỉ? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy chết với lùa. Lùa hết. Chết tướng. Chưa thấy báo tướng của nó dẹo. Thực tế của mình. Ơ, bốn thằng mà chưa chết tướng à? Rồi. Chết là cái chắc rồi, làm sao mà sống nữa. For the gods. Thuộc bớt bọn xạ kỵ đi vào đỡ hao, để mình còn có thể tuyển thêm, chuẩn bị tuyển thêm Ready for battle. Come, sit, share my fire. Ready for battle. Bánh đêm.
đánh đêm. Nó toàn kỵ binh à? Căng nhỉ, toàn kỵ binh này thì kỵ binh mình cho quân mình lên đỉnh đồi và hạn chế khá nhiều sức mạnh của kỵ binh. Kỵ binh mà không sốc được thì nó cũng sẽ giảm đi khá nhiều sức mạnh. Có lẽ ở đây, đây là bính. Với cái rừng cây này là khả năng nó sẽ... Mình không nên để quá rộng, rộng thì nó sẽ giảm cái khả năng chống kỵ binh. Cái đội mình hình quá mỏng thì khả năng chống kỵ binh nó sẽ bị giảm xuống. Trận này nó toàn kỵ binh như này thì mình không thể tấn công kiểu đánh đội hình kiểu kia được. Rồi. Xạ kỵ của mình hết rồi. Với cái chia đội hình như thế này thì kỵ binh của nó sẽ bị thất thế. Nó không có đà để lao lên, đà lao lên và lên dốc như thế này thì kỵ binh cũng rất kém. Bộ binh của nó thì không thành vấn đề luôn. Các bạn có thể thấy ngay cả đội xạ kỵ của mình chạy rất chậm. Rồi. Bắt đầu bắn rồi. Chưa bắn này. Nó lên tới nơi chắc chết cơ số ấy. Bắn phía này cho anh. Phía bên này nguy hiểm hơn. Đấy, đấy, phải thế chứ. Đấy. Tớ của nó thì xa tít một cười. Ồ, bắn vào đây. Nó đang định sốc. Rất tiếc là sốc cái kiểu này thì không thua. Chạy. The enemy has laid an ambush. Ăn ngay. Ôi lại lên đã nào.
units have rallied and returned to the battle. Is that her? Anh. Rồi, bộ binh nhờ cứu kỵ binh. Cứu sống kỵ ngay. Our general is being attacked. Keep him alive. Nó cũng không dám xông vào à? Ăn ngay. Ăn ngay. Ủa. Mình có sốc đa phết nhỉ? Ủa, mình bị sốc chết nhiều hết. Xong rồi. Bắn tên của mình chết con mình. Leo núi không ăn thua. Ngựa mà leo núi không ăn thua. Xong rồi. Gớm thật. Ây da, ngựa nó đây vẫn còn nhiều nhỉ. Phát sốc, nó toàn sốc kỵ rồi. Nó đạp mình phát mất nhiều quân lắm. Chủ yếu là mình bị chết vì sốc. Ở đây đơn vị bộ binh này của mình cũng không có lính speed. Toàn là lính kiếm rồi. Thế là khả năng chống sốc kỵ hơn kém. Nên là chống sốc kỵ hơn kém. Sau trận này thì nó gần như bị thiệt hại nặng nề nên nó gần hết quân rồi, mình sẽ hợp tiếp và mình sẽ mua đội xạ kỵ đời cuối nha. À không, cái quân đoàn này thì không. Nhưng mà nếu mà bên kia nó mua được thì nó chuyển quân sang bên này nhỉ. Rồi, đây một thằng nữa. Ready for battle. For the tribe. What is all? Come, sit, share my fire. Tengri guides my steps. On the move, lads. Hmm.
Bây giờ thì nó cũng chả còn quân để đánh mình nữa rồi. Hai quân đoàn này cũng sợ. Bây giờ là mình phải mua quân. Đâu rồi? Đây à? Vị cung quý tộc. Cung ác quỷ. We need good fighters. Fight, make your ancestors proud. Ba thằng đấy là 6. Mua đây. Ready for action. Quân của nó bây giờ tan nát thế này rồi thì nó không đánh được nữa rồi, nó chỉ còn duy nhất quân đoàn này, chắc nó sẽ chui vào thành nó ngủ. Vậy thì mình không sợ nó nữa. Rồi, xảo quyệt lên cao vũ trì. Đứng con vợ đấy nhỉ. For the gods. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.